Sáng 18 tháng 12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 Thành phố thông minh tỉnh. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Bộ chỉ số 766 trong tuần 50 từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023. Tỉnh Bình Dương đạt 77,9 điểm, xếp hạng 11 trên 63 tỉnh thành, giảm 5,2 điểm và giảm 5 hạng so với ngày 11 tháng 12 năm 2023. Đến nay tỉnh đã đồng bộ 967.020 trên 1.925.307 hồ sơ lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 59,38%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 45,97%. Trong tuần đã có 108.237 hồ sơ thanh toán trực tuyến, 166.894 hồ sơ thanh toán trực tiếp và hình thức khác. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 60,81%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 48,67%. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 7,32%. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao nỗ lực của các cấp các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số đề án 06 và thành phố thông minh trong những tuần qua. Đồng thời lưu ý các đơn vị cần quan tâm nâng cao tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa để chuẩn bị cho sơ kết công tác cải cách hành chính chuyển đổi số đề án 06 thành phố thông minh. Đề nghị mỗi sở ngành sẽ báo cáo cụ thể những nội dung đã làm, phương hướng sắp tới và đề ra giải pháp kiến nghị. Văn phòng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nhiệm vụ phương hướng năm 2024, nỗ lực để đạt được các chỉ số PCI, DTI.